Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Đầu game ra bài nó cứ thấy yếu yếu kiểu gì ấy anh em ạ. Bây giờ meta bây giờ ấy là đồ ấy là nó phải là đồ đánh tay. Đầu game ở trên Hunter đánh chuyện thắng. Đấy, còn nếu mà đồ mà nó không ra mấy cái đồ đánh tay thì rất là khó chơi. Ở trận đấu này đen quá, ra toàn mấy cái đồ bắn trưởng thôi anh em ạ. Mà bây giờ chơi bắn trưởng đầu game thì nó khó có thể đánh được chuỗi thắng lắm. Đấy là chưa kể là bài ra linh tinh chứ. Bài ra nó coi như là chả có con nào liên quan đến con nào cả. Tôi đang tính đến cái việc eco. Ở trong meta này tôi nghĩ là nếu mà bài yếu nên eco. Eco nó có rất nhiều cái lợi thế. Đánh chuỗi thắng nó khó hơn rất nhiều so với cái việc đánh chuỗi thua anh em ạ. Meta mới đánh chuỗi thắng khó lắm. Bởi vì đa phần là người ta sẽ chơi Hunter và người ta sẽ có những cái món đồ đánh tay. Thằng nào mà đồ ngon hơn ý, thì thằng đấy nó sẽ đánh được chuỗi. Thằng nào ra bài 2 sao sớm Hunter, súng 2 này, cung đen 2 sao này. Đấy thì rất là dễ đánh chuỗi thắng. Mà trận này tôi không có đồ là tôi cũng chả chơi được cái kiểu đấy. Bây giờ cung đen lên 2 sao hay là súng lên 2 sao ấy. Nhưng mà anh em nhìn đồ đi, đồ này nó không thể chơi được anh em nhá. Khó chơi lắm, nên là thôi cứ quyết định là eco luôn nhá. Đấy, thằng này có con cung đen 2 sao và có MOM, có cỏ 4 lá này anh em này. Đấy, thấy chưa? Ui, ra toàn mấy con bắn trưởng này. Được, thì thôi, được rồi. Thì mua thôi. Trận này sẵn có cái đồ bắn trưởng ở đây rồi đúng không? Chúng ta chơi thôi. Meta này thì nói chung là có thể nói là khá là cân bằng. Đấy, thoải mái, chơi bộ nào cũng được. Cái vấn đề là đánh chuỗi thắng thì nó khó thôi. Đấy, bởi vì đầu game thì Hunter nó rất là mạnh. Nhưng mà late game thì không biết thế nào đâu. Late game thì nhiều bộ ăn được lắm. Nhất là bây giờ cái con tướng mới ở trong bộ Hunter thường là người ta sẽ hay chơi con tướng mới. Đấy, cái con Exit Hunter 3 tiền ấy. Thì con đấy bây giờ nó cũng khá là ngại mấy cái bộ phận bắn trưởng đấy. Đấy, gặp bộ phận bắn trưởng là sợ lắm. Ví dụ như là gặp 9m để chẳng hạn là rất là ngại. 5 rồng 6m, 5 rồng 9m các thứ là ngại lắm. Witcher nữa. Nên là chúng ta có thể là chúng ta đá qua cái bộ bắn trưởng tí cũng được. Nhưng mà trận này hơi đen là tôi xác định là tôi không đánh được chuỗi thắng thì tôi cũng định eco đấy, nhưng mà nó lại không ra được cái con eco 2 tiền anh em ạ. Eco 2 tiền, eco 3 tiền. Hệ mục sư là không ra. Không ra là máu tụt nhanh lắm đấy nhá. Và trận này có khi là tôi không chơi mết anh em ạ. Tôi nhìn thấy là có một cái này hay lắm. Meta này tôi nói rồi mà, chơi được rất nhiều thứ, rất là cân bằng luôn. Đấy mà trong cái trận đấu này nhá, ở trong truyền thuyết có bom, có máy bay, anh em biết phải chơi gì rồi đấy. Có bom, có máy bay thì chắc chắn nó sẽ phải là Goblin. Anh em ạ, tôi nghĩ nó sẽ phải là Goblin rồi. Nó sẽ không phải là mết. Tại sao ấy, Goblin? Thì ở meta này này, Goblin nó có một cái rất hay. Ôi từ từ đã nhá, sai lầm rồi, bỏ bài vào sai lầm rồi anh em ơi. Bỏ bài vào mất nhiều máu hơn anh em ạ. Rao này vừa có sâu vừa có sói nó đẻ cho tí ối rồi luôn. Thôi xong rồi. Con sâu đẻ lên phát lửa à? Đừng, không. Rồi. Nhưng mà mất nhiều máu quá đi mà thôi. Quả vừa rồi bỏ bài ra là không mất đến nhiều máu như thế đâu. Cây lên được 2 sao này. À. Thế trời gì? Cây lên được 2 sao thì có chơi Goblin không? 9 Feather. 9 Feather cũng được. Thực ra cái trận này tôi thích chơi Goblin hơn. Anh em biết tại sao không? Ở trong bộ truyền thuyết là có tới 3 con ở trong cái bộ này. Ngoài hai con bom với con máy bay nó còn có cái con mèo 5 đô nữa anh em ạ. Trong cái bộ Goblin mà có mèo 5 đô cực khỏe luôn. Đấy, tức là có tất 3 con 5 đô ở trong cái bộ đấy. Rất là ok. Round này bỏ bài vào thì chắc là cũng giết được một con thì cũng được. Cho giết một con thôi. Bớt được một màu thế nào. Được không? Ui khó thế. À được, giết được một con. Giết được hai con. Hay. Gỡ lại được round trước. Rồi. Cây 2 này. Thế thì có phải là 9 feather không nhỉ anh em nhỉ? Chưa biết. Goblin thì vẫn giữ nhá anh em nhá. Mấy con Goblin rẻ tiền mà. Ô mấy con Goblin 1 tiền 2 tiền đáng bao nhiêu đâu. Round này chắc là ăn được quái thôi.
Đầu game bây giờ ấy, thường là nếu mà muốn đánh chuỗi thắng là phải có cái búa sét anh em ạ. Búa sét là ngon nhất. Búa sét chơi Hunter. Ơ mà từ từ đã nhá, sao không có tiếng ở trong game nhỉ? Đúng không? Quên à? Quên bật. Ok. Chết thật, từ nãy giờ quên không bật âm thanh anh em ạ. Mấy hôm trước thì tôi chơi, lúc mà tôi làm ấy, tôi làm ở trên giường, tôi làm cạnh vợ tôi là tôi phải tắt tôi phải tắt tiếng đi, không là sợ coi như là vợ tôi biết được là vợ tôi không cho chơi. Anh em cũng sẽ thấy lạ là tại sao mà làm YouTuber về cái trò này, tức là phải chơi cái trò này để làm video được không? Tại sao vợ tôi lại không cho chơi? Thì vợ tôi cũng rất là rõ ràng trong cái việc là chơi hoặc là cái việc là làm việc đấy. Làm việc là gì? Là khi mà ông chơi xong rồi ông thuyết minh đấy, ông quay video clip lại để ông up lên YouTube ông kiếm tiền thì nó là làm việc đấy, chứ còn ông ngồi ông nằm ông chơi thì nó lại câu chuyện khác. Rõ ràng lắm anh em ạ. Thế là cái lúc mà mình không làm việc ấy mà mình chơi là cái kiểu giải trí ấy. Đấy, không phải quay video clip, không thuyết minh thuyết miếc gì cả ấy. Đấy, nằm chơi ấy, là ngồi trong phòng vệ sinh chơi là phải giấu vợ anh em ạ. Vợ biết được chết. Là coi như là tan cửa lát nhà, tan hoang luôn. Làm gì có thời gian chơi đâu. Khi mà chơi thì có nghĩa là phải là làm việc nhá anh em nhá. Cái chuyện này nó đen thật đấy anh em ạ. Đồ đạc chán thật sự luôn. Nhưng mà đằng nào eco rồi nên là tôi cũng chả quan tâm đến cái việc là tôi ra cái đồ gì nữa rồi. Đằng nào tôi cũng sẽ đổi hết thôi. Tí nữa rồi cái đống đồ này rèn hết sang cái đồ cam. Anh em ạ, đồ cam hoặc là đồ tím. Đấy. Mà chơi Goblin thì thường nó sẽ là đồ tím trước. Kiếm cái Kira, kiếm cái món đồ Kira để cho con máy bay hoặc là cho con ca lông. Đấy, hoặc là mèo. Mèo thì không cần Kira, mèo thì có thể là lấy đồ cam luôn cũng được. Nếu mà ra mèo 5 đô sớm ấy thì có thể là dồn đồ cam trước anh em ạ. Đồ tím để sau. Bởi vì con mèo ấy nó không cần Kira. Con mèo này nó cứ đồ cam mà phang thôi. Nhân nhiều đồ cam lên thì càng tốt. Đấy. Còn máy bay thì cầm Kira thì ngon hơn. Máy bay thì từ trước đến nay nó cầm Kira nó cũng rất là ngon rồi. Đã chơi Eco là lên 8 luôn anh em nhá. Lên 8 lên 9 luôn chứ không có đánh ở level 7, level 6 làm gì cả. Chơi Eco Goblin thì chúng ta lên level 8 để có cái cơ hội kiếm được ra 5 đô. Thậm chí là lên 9 nếu mà chúng ta có thể giữ được máu. Mà cái trận này ấy, nó ra mấy cái con Eco chậm quá anh em ạ. Tận ra 11 nó mới ra cho tôi con Eco nó vứt vào. Nên là thực ra là cái lượng máu nó giữ là không nhiều. Bắt đầu cắn từ round 11 thì bây giờ cắn mỗi round đấy cũng chỉ được thêm 4 máu thôi. Hy vọng là tôi có thể giữ được khoảng 30 máu. 30 máu để comeback là vừa. 30 máu thực ra là cũng sợ phết đấy anh em ạ. Trong cái trường hợp mà gặp Witcher ấy, cái bộ Goblin này thì nó cũng khá là sợ Witcher. Nhưng mà tùy trường hợp, Goblin mà kiểu Goblin bé ấy, Goblin chưa to thì sợ Witcher, chứ còn Goblin mà máy bay mà full 2 sao rồi mèo 2 sao thì cũng không ngán đâu anh em nhá. Không ngán đâu. Goblin khỏe đấy. Meta này rất là khỏe. Có một cái hay mà quên mất chưa chia sẻ với anh em. Có một cái điều đặc biệt ở trong meta này là Goblin ấy, ở trong round quái ấy, nếu mà chúng ta có đủ 6 mech, 6 Goblin thì chúng ta vẫn có thể lấy được công nghệ mech anh em ạ. Đấy, chúng ta lấy một cái tinh hoa ở round quái và cứ đến round quái chúng ta lấy được tinh hoa. Nên là chắc chắn là cái việc mà lên được 5 đô 2 sao nó rất là dễ luôn. Rất là dễ để lên được 5 đô 2 sao. Đấy, cứ ra quái là ra được tinh hoa rồi. Đấy, may mắn thì có thể là chỉ cần một lần thôi. Một lần lấy được tinh hoa thôi là có thể lên được con máy bay 2 sao hoặc lên được bom 2 sao là ngon rồi. Đấy, chỉ cần một con lên 2 sao thôi là sau đấy là chúng ta có cái những cái chiến thắng thì chúng ta sẽ có được cái tinh hoa ở trong những cái round gặp người. Chính vì cái sự thay đổi này nên là cái bộ Goblin cũng sẽ là một trong những cái sự lựa chọn trong meta mới này. Đấy, khi mà có bom và máy bay nha anh em nhá. Khá là khỏe đấy. Ok. Rồi, chắc là xác định là chơi Goblin thôi. Còn mấy con Druid tôi mua tôi đép quái anh em ạ. Đấy, bởi vì Goblin mà bây giờ toàn 1 sao thì không đép được quái đâu. Chúng ta phải có những cái con 2 sao. Thì cái bọn rẻ tiền nhất để chúng ta có thể hướng tới nó chính là những cái con này. Con Druid này rất là rẻ tiền. Đấy.
Mà trong trường hợp là nếu mà nó không ra goblin ấy, có thể chuyển đá qua 9 Feather. Đấy, cũng rẻ tiền luôn. Chơi eco thường là thế. Chơi 9 Feather nó rẻ tiền, dễ comeback. Đoạn giữa game nó khỏe, nó giữ được máu anh em ạ. Cây chỉ cần lên được 3 sao thôi. Cái con cây nó lên 3 sao là dễ mà. Đấy, sau chúng ta sau round 20 là chúng ta lấy đồ cam cho cây là ok rồi. Rất là dễ chơi, đúng không? Meta mới đấy mà, meta mới này thì eco thì có mấy bộ đâu. Eco thì chủ yếu là 9 Feather thôi. 9 Feather hoặc là eco nếu mà ra được hai con mục sư đầu game thì có thể là chơi hẳn cái bộ Witcher kết hợp với cả Assassin ấy. Đơn giản mà. cứ vứt bài ra cho hai con eco vào thôi. Không cần phải quan tâm là có thằng phá chuỗi đâu anh em ạ. Tôi nói thật với anh em là phá mà kệ phá thôi. Chủ yếu là gì? Là giữ được máu thôi mà. Cứ giữ được máu là giữ được tiền. Đấy. Ok. Rồi. Bây giờ thì cứ up dần lên thôi. Anh em bảo bài như này đã đủ để có thể đánh được chưa? Còn nếu mà cẩn thận hơn thì có thể là bỏ tiếp ra. Bỏ hai con eco vào tiếp. Nhưng mà thôi tôi nghĩ là như này được rồi. Búa xét này. Ok. Rôn cái không nhỉ? Rôn cái đi nhỉ? Ngại gì? Được. Thế thôi chắc chơi luôn. Đủ bộ goblin rồi. Wow. Đủ bộ goblin rồi chắc chơi luôn thôi. Đủ hết đống đồ này thì chưa được đồ cam. Sau này có thắng được không? Nếu mà round này thua thì chắc là chúng ta sẽ mất rất ít máu. Nhưng mà không thua anh em ạ. Thắng rồi, nhìn là biết là thắng rồi. Rồi. Bài đã đủ mạnh rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là thế là được rồi, để 50 tiền đi. À 5, sorry anh em, 50 tiền và 50 máu. Đấy, 50 máu đi. Đủ goblin rồi nhá. Sáu goblin này. Ok. Tạm thời bỏ sâu ra. Khỏe rồi. Tạm thời giữ con cây anh em nhá. Con cây bây giờ nó đang 2 sao, tôi phải giữ lại. Unicorn thì cũng 2 sao. Còn mấy con goblin nó toàn 1 sao thôi, chưa bỏ ra được. Tí nữa khi nào mà nó lên 2 sao goblin ấy thì tôi bỏ đi anh em nhá. Đấy. Thằng này chắc lại thua. Thằng này thì khỏe. Hunter khỏe lắm, không ăn được. Hunter này thì phải 9 Feather cơ, 9 Feather mới ăn được. Rôn tiếp nhỉ. Ái úi rồi, đây rồi. Máy bay rồi, ơ nhưng mà quên mất. Quên mất round trước không mua con mèo. Quên. Máy bay à. Máy bay nhưng phải có wizard cơ. Pick wizard vào anh em nhé. Bởi vì là bom thì cũng chưa chắc nó đã ra đâu. Chúng ta cần phải có kích hệ wizard thì nó mới đủ 6 mech được. Mà phải lên 9. Phải lên 9 anh em ạ. Không sao. Bây giờ ấy, cứ để từ từ. Xong lên 9 dần dần. Đến cái đao quái ấy, xả hết tiền kiếm con mèo đó là xong. Hai wizard với con mèo. Chắc chắn là cái đao quái chúng ta sẽ có cái công nghệ mech. Đấy, tinh hoa mech là chắc chắn có rồi. Đấy, chơi dễ không anh em? Lý thuyết là như thế. Tức là nếu đúng đến cái nào đấy chúng ta kiếm cái công nghệ mech. Anh em ạ. Úi dồi ôi, đây rồi. Mèo ấy rồi. Còn hai wizard nữa thôi là được. Áp dần lên 9 thôi anh em ạ. Áp dần lên 9 thôi. Trận này mà 41 máu mà ra tinh hoa thì các bạn xác định luôn. Các bạn xác định luôn. Đợi chút, không có gì phải vội cả anh em ạ. Chắc chắn là có tinh hoa ra sau rồi. Chả nhẽ lại 50 tiền lại không ra là con wizard nào, đúng không? Hai con thôi mà. Trong trận đấu này nó có tới 4 con. À sorry anh em, không phải trong trận đấu này mà bất cứ trận đấu nào. Đấy, chúng ta đều có 4 con wizard. Kiểu gì cũng ra thôi. Kiểu gì cũng sẽ ra, yên tâm.
Vớ vẩn lại luôn ra con bom luôn đi thôi. Tao sau mà luôn ra bom thì các bạn xác định luôn các bạn ạ. Ơ thằng này đi rồi này. Quay đài. Úi dồi ôi, chỉ cần một con nữa thôi. Anh em thấy không? Dễ mà, dễ mà. Rồi kiếm nào. Đấy, úi dồi ôi, chỉ một lần rôn. Ôi xong rồi, đủ bộ này. Easy quá nhỉ. 6 goblin, 6 mech. Tao sau đủ tiền lên 10 ấy chứ anh em. Tao sau đủ tiền lên 10, có tinh hoa. Trời ơi. Quá easy. Tao sau hy vọng là ra con bom. Ra con bom là chúng ta có thể yên tâm mà chúng ta bỏ wizard luôn. Được chưa? Ok chưa? Rồi, có tinh hoa rồi nhá anh em nhá. Rồi, luôn nào. Ây, dùi ui, hay quá. Máy bay luôn. Trời, quá tuyệt vời anh em ạ. Thề. Nhưng mà vẫn hơi đen. Chưa ra được bom. Đùa. Được voi đòi hai bà trưng à. Ok, thôi không sao. Máy bay được rồi. Bây giờ đổi cái đồ cam xem nào. Thừa một cái à. Rồi, đổi đồ cam luôn anh em nhé. Cướp điên. Hay là hộp sọ đỡ máu nhỉ. Hai món đều ngon. Lấy hộp sọ đẫm máu có vẻ an toàn hơn. Cái món này nó tăng khả năng sinh tồn anh em ạ. Vừa có khả năng hồi máu mạnh mà vừa có khả năng là cộng thêm máu. Cộng thêm tới tận 600 máu là không ít đâu. Ok. Thôi mấy cái con kia thì không mua anh em nhá. Chỉ tập trung vào máy bay này. Mèo với cả bom. Đấy. Có thì có thêm con khan là có thể mua để tí nữa hiến tế cho máy bay. Thế thôi. Mua thêm con khan nữa. Ơ kìa, đừng mà thua nhá. Máy bay 2 mà thua được cho chịu đấy. Có khả năng hồi máu đấy. May mà lấy cái mặt nạ hồi máu đấy. Không là cũng chắc là máy bay cũng hẹo ra vừa rồi. Rồi. Chúng ta có tiếp cái tinh hoa. Lần này phải ra bom nhá. Không hiểu sao có tinh hoa lại hơi run run anh em ạ. Cầu trời khấn Phật cho có cái bom nhá. Ra không. Ok. Đủ bộ rồi. Bỏ wizard đi đâu. Như này đi. Thêm tí tăng cơ. Ok, gặp Hunter, bây giờ ngán gì với thằng Hunter nữa đâu. Thoải mái bạn ơi. Thoải mái các bạn ơi. Hunter Aegis bây giờ sợ quái gì. Chúng ta giáp to, chúng ta còn máu trâu nữa. Máu trâu giáp to khả năng hồi máu. Đấm hết. Rồi lại có tinh hoa. Đấy, cứ mỗi round có quả tinh hoa được rồi. Nhẹ nhàng cái thôi, ra mèo này. Nào cho nó hợp lý nhỉ. Bán mấy con này đi. Mèo 5 đô chắc chắn là phải mua rồi anh em ạ. Mèo 5 đô là phải mua. Đấy. Tí nữa là hai máy bay vào. Open your eyes. I come to grant you the honor of witness. Thằng này liệu rằng tí nữa có phải là xin Witcher không? Mà nói tóm lại là gì, xin Witcher ấy không thọ lâu đâu với bộ này đâu. Ui dùi ui.
Đẩy như thế thì xác định luôn là không bao giờ lên được 10. Đó, tiếp tục. Chỉ mua máy bay này, bom, mèo 5 đô. Thế thôi. Thêm con Khan nữa thôi. Khan thì tí nữa làm phôi để luốt. Tí nữa cái cho con máy bay luốt con Khan anh em nhá. Khan này đam to lắm. Máy bay mà có Kira, chúng ta luốt con Khan vào thì chắc là chấp hết. Hiện tại chưa có đồ Kira nên là tôi để thế này. Để này chúng ta có thêm Warlock hồi máu nữa. Con Khan có một cái hay nữa là tí nữa chúng ta có thể kết hợp với cả một cái cọc nữa. Trong cái trường hợp mà đối thủ chơi Witcher ấy, kẹp cọc vào đánh với Witcher, máy bay Kira kẹp cọc. Rồi mấy cái thằng này vô tư thôi. Mấy thằng Hunter giờ không có tuổi nữa. Tao 24 tầm lấy giờ Goblin máy bay 2 bom ra thì sợ gì. Khan 2 sao ấy chứ. Ok, tinh hoa make từ cái round 20 đến bây giờ là round nào cũng có luôn. Mà rune nó bị đen thôi. Trên này rune nó hơi bị đen. Ra mỗi round chỉ mua được một con. Chứ còn bình thường rune nó phát ra cả bộ luôn. Máy bay 2, bom 2 luôn. Mà từ lấy giờ rune mãi chưa ra được anh em ạ. Thôi không sao, round này thì lại dừng lại một round. Chưa rune nha anh em nhá. Đau quái mà. Đau quái nghỉ tí đã. Hồi tiền đã. Chứ còn bây giờ mà cứ rôn là chả có tiền để mua đâu. Bây giờ á, là chỉ có mong là ra được cái đồ Kira thôi. Round 25 thì chưa có. Tôi nghĩ là phải round 30. Chứ còn round này thì tôi cũng sẽ không đổi đồ tím đâu. Tôi xác định chơi bộ này là tôi cứ đổi đồ cam thôi anh em ạ. Ra tí nữa mèo nhân đồ lên, nó nhân đôi đồ cam lên mà. Ví dụ như con máy bay này nó cầm 3 đồ cam thôi thì nó hai con máy bay 2 sao là 6 đồ cam rồi. Đúng không? Đấy, hoặc là kể cả máy bay không lên được thì mèo nó sẽ đóng vai trò như thế. Thậm chí con mèo nó cầm nó còn nhân 3 đồ cơ. Tất nhiên là cái con mèo thì nó clear nó kém hơn. Nhưng mà nếu mà cho mèo cầm thì nó còn nhân x3 đồ cam lên thì nó còn kinh khủng nữa. Tiếp tục nào. Đây rồi, hay quá nhờ. Bom 2 này. Hai máy bay rồi anh em ạ. Nên là tôi sẽ cho hai con mèo vào. Ok. Thế là chúng ta x đôi cái đồ của con máy bay ở đấy. Con máy bay nó sẽ được nhân đôi đồ rồi. Thêm món đồ cam nữa không? Luôn đi chứ còn gì nữa. Bất diệt. Bất diệt để lấy hơi sớm anh em ạ. Tầm này đổi bất diệt thì nó không được khỏe cho lắm. Đổi cái đống đồ vừa lấy cái bất diệt là nó bị lỗ ấy, chứ nó cũng không lời đâu. Nhưng mà thôi được, chót đổi thì đổi thôi. Mà lấy được mỗi cái bất diệt thôi chứ cái đống đồ vừa lấy thì cũng không lấy được cái gì ngon. Cái hack thì cũng cái bộ này nó cũng không cần đâu. Không cần hack. Đánh đôi công luôn với đối thủ luôn. Còn cái món món vương miệng ấy thì càng không cần. Cần gì đâu. Cái bộ này thì cứ bố set này cướp điên. Đấy, bất diệt thì cũng được. Bất diệt thì late game thì đánh solo thì cũng ngon. Rồi. Đưa lốt con mèo lên 2 sao nhỉ. Cho mèo 5 đô 2 sao đi nào. Đội hình cho đẹp đội hình đã. Và cái tầm này coi như là hai con máy bay cầm đồ tôi nghĩ là cũng ok thôi. Cảm giác hơi thiếu đam đấy. Cảm giác hơi thiếu đam. Máy bay này nó chỉ cầm có mỗi một cái mặt lợn hút máu với một cái bất diệt thì nó không có được cộng thêm đam anh em ạ. Tức là nó có khả năng sinh tồn nhưng mà nó lại không có đam. Hiện tại là đam chắc là nó phải phụ thuộc vào con bom nữa. Phụ thuộc khá nhiều vào con bom ấy, gây ra cái lượng đam sát thương AOE nhất định. Giờ tôi có chuỗi cộng 7 ở này. À, có cái thằng kia nó cũng có chuỗi cộng 7. Bây giờ cho gặp cái thằng ấy đi. Xin cái chuỗi cái đã nhờ. Nó lên được 10 rồi. Rồi Exit này. Nói chung là cái bộ này không ngán đâu. Exit thoải mái luôn mà. Cầm Exit thoải mái đi. Bom đặt và phát lổ hết này. Đấy. Rồi còn con cung đen 3 solo kiểu gì. Thoải mái bạn ơi. Đừng mà thua nhá. Ơ kìa. Thua thật á. Không. Còn cái bất diệt cơ mà.
Còn cái bất diệt cơ mà. Chưa kể tí nữa lại hồi đầy máu. Ok, thua thật đây. Okay. Điều thật. Thua anh em ạ. Bật bất diệt lên rồi. Chưa chắc thua đâu. Nhưng mà đam cái con cung đen này nó to thật đấy. Thua thật, mất chuỗi rồi. Thằng này đang chuỗi thua cộng giờ cộng 6 mà nó cắt được chuỗi thắng của tôi. Tích tiền một chút anh em nhé. Đang là mất chuỗi rồi. Chắc là tôi không dùng công nghệ Back to Roll nữa đâu. Bây giờ roll ra chúng ta cũng sẽ không cần phải mua. Bởi vì nếu mà mua thêm thì chắc là chỉ có cái con mèo lên được 2 sao thôi, chứ còn nó không mạnh hơn được đâu. Tích tiền một chút đi. Thắng hay được công nghệ không? Tí nữa tôi roll thì con máy bay 3 sao. Thậm chí ở trận này tôi chơi hai con máy bay 3 sao luôn. Đấy, dự định là như thế. Dự định là chúng ta sẽ chơi hai con máy bay 3 sao anh em nhé. Bởi vì con máy bay này lên 3 sao ấy chưa chắc đã mạnh bằng hai con máy bay cầm đồ đâu anh em ạ. Bởi vì nó nhân đồ lên mà, con mèo nó nhân đồ lên. Trận này có mèo 5 đô nên là chơi kiểu mà hai con 2 sao thì nó vẫn mạnh hơn. Đây rồi, nó lên được Witcher này. Assassin Witcher đấy. Mà vô tư. Vô tư bạn ơi. Vô tư đi. Mà cái thằng này nó có 50 tiền anh em ạ. Được cái trận này nó không có con xe linh. Trận này sẽ không có xe linh Assassin. Nên là cái việc chơi Assassin Witcher thì tôi cũng không ngán đâu. Nếu mà không có xe linh ý, thì thường trận này có khan và có mèo thì có thể là chơi Witcher kẹp cọc thì ngon hơn. Trận này phải chơi Witcher kẹp cọc ý. Witcher kẹp cọc kẹp với cả mèo 5 đô nhân đồ mèo lên thì chắc là mạnh nhất. Đấy. Chứ còn nếu mà chơi Assassin thì cũng không mạnh lắm. Assassin mà không có xe linh Assassin thì cái bộ Witcher Assassin nó cũng chỉ khoảng 8 điểm, 8,5 điểm thôi, chứ còn cũng không quá mạnh đâu. Còn cái trận này tôi chọn Goblin thì nó phải nói là 10 điểm mắc binh rồi. Chắc chắn là như thế rồi. Thiếu mỗi con Dark Spirit thôi mà. Nhưng mà nếu mà có mèo 5 đô thì cũng không cần Dark Spirit đâu. Có mèo 5 đô là gánh được. Máy bay nó sẽ nhân đồ lên. Lần lượt bọn nó sẽ phải ra đi thôi. Nhà Assassin Witcher thì tầm này nó vẫn khỏe, nó vẫn đấm được những cái nhà kia. Còn nhà tôi thì đương nhiên là nó sẽ không đập được. Nói thẳng luôn là nhà tôi bây giờ hai con máy bay 2 sao là vô địch rồi. Bây giờ chỉ là đợi cái đồ Kira thôi. Nếu mà hên mà round này mà ra đồ Kira luôn thì ngon luôn này. Đỡ phải rèn này. Đấy, tự ra luôn này. Ra đồ Kira thì cho máy bay luốt hết. Cầm này khỏe lắm rồi đấy. Hai con máy bay mà cầm đồ thì úi dồi luôn. Tí nữa chấp luôn cái thằng kia coi như là cáo ba luôn đấy chứ. Cáo ba kết hợp với Witcher chưa chắc đã ăn được. Bây giờ còn chưa ra con cáo thứ hai. Không ăn thua. Exit thì cung đen 3 sao cũng không ăn thua. Bộ và Exit bây giờ chỉ có con tướng mới lên 3 sao thì mới sợ thôi. Chứ còn cung đen 3 sao thì cũng không ngán lắm. Ui rồi ơi, không có. Cay nhỉ. Đổi lốt cái đồ này đi. Lấy cái que luôn. Tăng thêm tốc độ đánh. Cho máy bay nó bắn nhanh anh em ạ. Rồi tôi cứ tích 50 tiền anh em nhá. Tôi nói thật là thua thì không thua được đâu. Tầm này mạnh lắm rồi. Thua thì không thể thua được. Mà nếu mà có thua thì cũng chỉ lọt một con. Đấy, chắc chắn là như thế. Có thua thì cũng chỉ lọt một con thôi. Mà tôi còn 37 máu thì thoải mái. Bây giờ cứ tích 50 tiền rồi dùng tinh hoa roll. Lên được máy bay 3 sao mà hai con máy bay 3 sao thì các bạn chắc là chả có cái cửa nào cho các bạn rồi. 100% chiến thắng anh em ạ. Đội hình 100% chiến thắng ấy. Không thể thua được luôn. Đánh cái kiểu gì cũng thắng thôi. chỉ là có lên được máy bay 3 thôi hay là không thôi. Đấy, thằng này thoải mái luôn này. Ui rồi ui, vào ra một cái là bay màu hết rồi đâu. Witcher. Thằng Witcher thậm chí nó còn sắp bay màu rồi anh em ạ. Nếu mà nó không sử dụng cái đồng tiền kia là roll đi.
39 máu. Bom thì sẽ phải lên 3 nha anh em nhá. Ui ôi, chết rồi. Kiểu này có toang không nhỉ? Phun hàng chờ toang á. Hay thôi từ từ đã nhỉ. Đây tôi nghĩ tôi lên lóc lại. Tôi không muốn mất quá nhiều tiền vào mấy cái đao kiểu này. Bán tạm con này đi. Ok. Thế thôi. Không cần lóc. Mấy con goblin kích hệ thôi, chả cần lên 2 sao đâu. Chủ yếu mấy con 5 đô này cần phải lên 3 sao này. Rồi gặp lại thằng Exit. Nói chung là không mất máu nhiều đâu. Mấy con zombie gọi ra thì rồi máy bay nó cũng clear thôi. Đấy. Thậm chí round này tôi còn không ngán nó đâu. Bắn đau luôn kìa. Thắng rồi. Chắc chắn là như thế luôn. Đấy, khỏe rồi anh em ạ. Ok. Hai con bom 2 sao. Cứ bình tĩnh. Khan này phải lui 2 con 3 sao anh em nhé. Khan lui 2 con 3 sao. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tí nữa cho mày bay luốt anh em ạ. Còn 2 slot mà. Tí nữa là bỏ hai con goblin ra, sau đó chúng ta cho con Khan vào thôi. Bỏ cái bộ goblin đi anh em ạ. Không cần đâu. 15 giáp late game thì nó yếu mà, nó cũng chả mạnh. Ok. Đừng bảo thua Hunter nhá. Hunter kẹp với cả 4 cọc à. Rồi sao? Xong rồi. Mấy cọc giải quyết nhanh thôi. Thằng này kẹp cọc vào để counter và assassin thôi anh em ạ. Không counter được tôi. Rồi, từ từ nhá, máy bay này không lên 3 đâu. Máy bay lên 3 yếu anh em ạ. Từ từ đã, bình tĩnh. Máy bay ấy là phải là 2 con 2 sao. Đấy, cho vào để có thể là tận dụng được cái bộ Civet. Còn tí nữa mà lên được 3 sao 2 con ấy thì mới cho vào thôi anh em nhá. Còn không đưa con này lên 3 sao đâu. Đưa lên 3 sao yếu hơn ấy. Làm sao mà bằng 2 con máy bay full đồ được. Ở đây là chúng ta có 2 con máy bay là full đồ. Đấy, trong đó là có 2 cái món đồ cam nhân đôi lên là 4 món đồ cam rồi. Thoải mái bạn ơi. Thằng này sắp đi rồi, 19 máu này. Vớ vẩn cái thằng assassin đi luôn kìa. Còn có 5 máu thôi. Đấy, thấy chưa? Đi luôn mà. Chính ra Hunter kẹp cọc cũng kinh phết nhỉ. Đánh được cái bộ Witcher là cũng kinh phết đấy. Counter thật sự luôn. Kẹp 4 cọc và counter assassin Witcher. Ây à. Chết rồi, đang lại phải xả tiền à. Bom 3. Được. Bom 3 nữa này. Máy bay 3. Sau sau tôi sẽ kiếm thêm một con máy bay 2 sao nữa anh em nhé. Tạm thời tôi để như thế bởi vì hết slot rồi. Tôi cần phải có slot để tôi mua mấy con tướng này. Mà ra sau thì chúng ta kiếm lại con máy bay thôi. Bây giờ chỉ kiếm máy bay với Khan thôi anh em ạ. Những con khác bỏ qua hết. Thôi không lấy gợi như ý đâu. Đen thật. Random mãi không ra cái món đồ Kira. Thôi rồi lại chuyển sang đồ cam thôi. Cứ đồ cam mà phang thôi.
skin thiên thể rồi. Rồi bỏ máy bay ra luôn nhá anh em nhá. Kiếm thêm máy bay. Luôn thêm phát lửa không nhỉ? Đèn thế. U đều rồi, đều rồi, đều rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ok, kịp. Để hai con máy bay vào ngon hơn anh em ạ. Với cái đống đồ như này rõ ràng là như thế thôi. Quả bom mới đặt kìa. Kiểu bom nguyên tử đặt phát xuống bay màu toàn bộ đội hình. Quả bom này bây giờ nó lên 3 sao nên là cooldown rất nhanh. Rồi lại thằng lửa ra đi. Lần lượt các bạn là nó sẽ ra đi hết rồi. Một con drui nữa. Ui chết chết rồi. Hủ tiền mua. Anh em nhìn có khan 3 vừa rồi không? Khan 3 của đối thủ mà nó chỉ mất có 1 giây nó coi như là tiêu diệt thôi. Thực sự rất mạnh. Chả ơi, cửa gì ăn ở tôi luôn, kẹp 4 cọc vào cũng thế thôi. Bộ này đâu có sự cọc đâu. Con máy bay nó bắn lan mà. Nó bắn rất nhiều tia ra thì trong đấy có cả là cái cọc luôn. Phá cọc luôn. Khỏe lắm. Một con máy bay nữa thôi. À hai con nữa, hai con nữa, hai con nữa. Hai con máy bay nữa. Ui rồi ôi. Bây giờ chỉ còn một con máy bay nữa thôi này. Mà round này nó còn có 8 máu. Ơ thì không biết là có đi luôn ra này không nhỉ? Lóc lại đi. À thôi, chả cần lóc. Chả có tiền mà lóc đâu anh em ạ. Bỏ đi tí nữa lấy tiền luôn. Ui ra này sao mà còn nhiều thế? 8 máu. 8 máu có sống nổi không? Hỏng rồi. Ba con này có khi 8 máu ấy. Đúng thật luôn, 12 máu cơ mà. Trời. Dã man, thề chưa kịp đưa hai con máy bay 3 sao anh em ạ. Chứ còn bây giờ nó tối thượng quá rồi. Không có đối thủ nào có thể ăn được đâu. Vãi cộng 6 điểm ạ. Thề ác ôn thật đấy. Đánh như thế cộng có 6 điểm. Đầu mùa đúng là khắc nghiệt thật sự luôn. Top 1 cộng 6 điểm anh em ạ. Thề. Tôi còn đang có cái dự định là leo top 1 server Việt Nam đấy. Nhưng mà thế này chắc không ăn thua rồi anh em ạ. Top server cộng điểm ít quá anh em ạ. Chơi toàn kiểu cộng có 6 điểm với cả 10 điểm thì làm sao mà lên được. Thôi coi như là kế hoạch lên top server phá sản. Thế anh em nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và là có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái hoặc bên phải cuối clip này anh em nhá. Nó sẽ cho các anh em cái nhìn toàn cảnh về cái meta này luôn. Anh em nhá. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!